Kinh văn. Cái thấy phát minh thì sắc phát ra, soi rõ sự thấy thì có cái tưởng. Ý kiến khác nhau thành có cái ghét, cái tưởng đồng nhau thành có luyến ái. Lưu giữ tính ái thành có chủng tử, thu nạp niệm tưởng thành ra bào thai. Phát sanh sự giao cấu làm hấp dẫn đồng nghiệp, nên có nhân duyên sanh ra Yết La Lam, Ác Bồ Đàm, vân vân. Giảng giải. Cái thấy phát minh thì sắc phát ra, làm sao mà con người trở thành con người? Khi con người được hình thành, thức thứ tám có mặt trước tiên, và khi chết thì thức thứ tám ra đi sau cùng. Nên có bài kệ: khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Trước khi thức thứ tám ra đi, thân thể con người vẫn còn hơi ấm. Khi thức thứ tám đi rồi, thân xác trở nên lạnh. Khi thức thứ tám ra đi đầu thai, nó trở thành thân trung ấm. Nếu đầu thai làm người thì thân trung ấm có hình tướng người. Nếu đầu thai làm súc sinh thì thân trung ấm có hình tướng súc sinh, giống như được mô phỏng từ một cái khuôn. Bất luận có ở nơi xa với cha mẹ trong tiềm thức bao nhiêu, thức thứ tám này cũng tìm đến được nếu nó có nhân duyên với họ. Đối với thân trung ấm, mọi thứ đều là một màu đen tuyền. Chúng ta có được ánh sáng đèn điện, ánh sáng mặt trời, mặt trăng, nhưng thân trung ấm thì không thấy được cái thứ ánh sáng ấy. Nó chỉ thấy được một màu đen như mực. Thế nên, khi cha mẹ trong tiềm thức của nó giao cấu nhau, nó sẽ thấy được một chút ánh sáng nhỏ như đầu kim lóe lên, bởi vì nó có mối tương quan với họ. Soi rõ sự thấy thì có cái tưởng. Ngay lúc thấy ánh sáng lóe lên, thì cái tưởng liền hiện hữu. Tưởng điều gì? Suy nghĩ, phân biệt. Ý kiến khác nhau thành có cái ghét. Khi người ta không đồng quan điểm với mình, thì mình ghét họ. Cái tưởng đồng nhau thành có luyến ái. Khi có người dù có những sai lầm giống như mình cũng yêu thích họ. Nếu thân trung ấm là nam, nó sẽ yêu mẹ mà ghét cha. Nó sẽ có ý muốn đánh đuổi cha nó đi để lấy mẹ nó. Nó muốn giao hợp với mẹ nó. Thế nên cội nguồn xuất phát của con người rất là tồi tệ. Yêu mẹ nó và ghét cha nó. Bằng một niệm vô minh như vậy, nó liền nhập vào thai mẹ. Lưu giữ tính ái thành có chủng tử, thu nạp niệm tưởng thành ra bào thai. Nếu thân trung ấm là nữ, nó sẽ yêu cha và ghét mẹ. Đó là cách hình thành niệm tưởng. Những ai thích nói về yêu đương thường khó chấm dứt luân hồi sinh tử, vì yêu đương là cội gốc của sinh tử luân hồi. Những người thích nói về yêu đương cũng có thể chấm dứt luân hồi sinh tử rất nhanh chóng. Tại sao tôi lại mâu thuẫn với chính mình qua hai câu nói trái ngược nhau, trong lúc hai ý trong đó hoàn toàn đúng? Điều kỳ diệu là nằm ở đó. Quý vị phó mặc mình cho tình yêu đương luyến ái, nhưng yêu đương lại kéo người ta vào nẻo được luân hồi sinh tử. Tại sao vậy? Vì con người sinh ra từ tham ái và chết trong tham ái. Đây là chuyện thường tình phải xảy ra. Mọi người ai cũng đi trên con đường luân hồi sinh tử này cả. Thế nên, tôi nói, nếu quý vị chiêm nghiệm thật kỹ về chuyện tình ái, thì quý vị có thể nhanh chóng chấm dứt luân hồi sinh tử. Nếu quý vị dốc lòng quán chiếu thật kỹ, quý vị sẽ thấy rất tường tận và sẽ chuyển hóa được chúng. Biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ. Khổ hải mang mang, hồi đầu thì ngạn. Nếu quý vị thấy xuyên suốt được vấn đề luyến ái, thì quý vị có thể chấm dứt luân hồi sinh tử.
Con người cũng giống như loài sâu trong bắp cải. Nó sinh ra, sống trong bắp cải và chết trong bắp cải. Con người sinh ra do tham ái và chết trong tham ái. Lưu giữ tính ái thành có chủng tử. Nam nữ bày tỏ tình yêu của họ và cố lưu giữ cho đến khi có một dấu tích hữu hình của tình yêu ấy. Một khi tình yêu trở thành dấu tích hữu hình, nghĩa là có một hạt giống vừa được sinh ra. Tưởng ở đây là chỉ cho thức thứ 8, tức là thân trung ấm. Nên có nhân duyên sanh ra, Yết La Lam, Ác Bồ Đàm, vân vân. Yết La Lam là chỉ cho bào thai vừa mới trưởng thành trong tuần đầu tiên. Yết La Lam dịch là ngưng hoạt, tức là do tinh cha huyết mẹ ngưng kết lại mà thành chất này. Tuần thứ 2, chất này được gọi là Ác Bồ Đàm, dịch nghĩa là bào, bắt đầu có thể trạng của bào thai. Tuần thứ 3 gọi là bế thi, ý dịch là khối thịt mềm, nhuyễn nhục. Tuần thứ 4 gọi là yết nam, ý dịch là khối thịt cứng, ngạnh nhục. Tuần thứ 5 gọi là thể la tra khư, ý dịch là hình vị, cũng gọi là chi tiết, tứ chi và các phần khác đều đầy đủ. Chúng ta hãy xem xét kỹ về chuỗi 12 nhân duyên. Nguyên nhân để nam nữ phải lòng nhau, phát sinh niệm tưởng tình ái, chính là do vô minh, tức một niệm vô minh sinh khởi trước tiên. Vô minh duyên hành. Hành ở đây chính là sự giao cấu. Hành duyên thức, tức là thức thứ 8 được đề cập ở đoạn kinh trên. Thu nạp niệm tưởng thành ra bào thai. Thức chính là thân trung ấm nhập vào bào thai. Thức duyên danh sắc. Danh là sự phát triển của bào thai từ tuần thứ nhất đến tuần thứ 4. Sắc là sự phát triển của bào thai từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 6. Danh sắc duyên lục nhập. Từ tuần thứ 7 trở đi, bào thai đã được hình thành đầy đủ các bộ phận: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm ý. Lục nhập duyên xúc. Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý được hình thành, thì liền có cái biết của sự xúc chạm. Bào thai trong bụng người mẹ cảm nhận được sự xúc chạm này. Xúc duyên thọ. Bào thai là nơi nhận biết sự xúc chạm này. Thọ duyên ái. Khi có sự xúc chạm, liền phát khởi lòng ham thích. Đây chính là điểm khởi đầu của tình yêu và cũng trả lời cho câu hỏi tại sao nam nữ yêu nhau. Ngay cả khi trong giai đoạn bào thai, nguyên nhân này đã được gieo trồng, đã có niệm tưởng luyến ái rồi. Ái duyên thủ. Khi đã có niệm tưởng về ái, người ta muốn có một đối tượng tình yêu của riêng mình. Mình muốn đối tượng tình yêu thành vật sở hữu của chính mình. Thủ duyên hữu, hữu duyên sinh. Một khi mình đã có nó, nghĩa là mình liền được sinh ra. Sinh duyên lão tử. Khi có sinh ra thì liền có sự chết. Thế nên các vị duyên giác quán chiếu 12 nhân duyên này và biết đâu là hạt giống, nhân và duyên đều là bất tịnh. Tinh cha và huyết mẹ đều là những thứ không thanh tịnh. Nếu quý vị muốn chấm dứt luân hồi sinh tử, điều trước hết phải làm là quý vị đừng sinh khởi vô minh. Làm thế nào để được như vậy? Đừng khởi niệm tưởng tình ái. Không có vô minh thì không có hành. Nam nữ quan hệ với nhau hoàn toàn do vì một niệm vô minh ban đầu. Cái gì là vô minh?
đó là tôi không biết. Chẳng hạn, khi người nam thấy một người nữ có thể cô ta đẹp nhưng sốt ráo, tại sao anh ta động lòng? Đó chính là khi tâm động, và đó cũng là lúc vô minh sinh khởi. Khi người phụ nữ có cảm tình với người đàn ông thì cũng tương tự như vậy. Vô minh do vậy chính là cội gốc của luân hồi sinh tử, và đó chính là nơi mà mọi việc đều bắt đầu. Khi quý vị đã hiểu 12 nhân duyên và không bị xoay chuyển bởi chúng thì khi vô minh diệt thì hành diệt, khi hành diệt thì thức diệt, khi thức diệt thì danh sắc diệt, khi danh sắc diệt thì lục nhập diệt, khi lục nhập diệt thì xúc diệt, khi xúc diệt thì thọ diệt, khi thọ diệt thì ái diệt, khi ái diệt thì thủ diệt, khi thủ diệt thì hữu diệt, khi hữu diệt thì sinh diệt, khi sinh diệt thì lão tử diệt. Đây là phương pháp của chiều hoàn diệt. Nếu quý vị chọn con đường theo chiều luân chuyển thì quý vị làm người. Nếu quý vị đi theo con đường hoàn diệt thì quý vị thành Phật. Thế nên các vị duyên giác quán sát 12 nhân duyên và suy nghĩ: tại sao con người được sanh ra? À, nguồn gốc nơi họ sinh ra cực kỳ bất tỉnh. Đó là hỗn hợp của tinh cha huyết mẹ tạo nên thành bào thai, nên hoàn toàn bất tịnh. Thế nên họ đoạn trừ vô minh và chấm dứt luân hồi sinh tử. Vào thời Lương Vũ Đế, Phật Pháp hưng thịnh, khi nào có đám cưới, các pháp sư đều được thỉnh đến để tụng kinh thuyết pháp. Vào ngày sinh của trẻ con, các pháp sư cũng được thỉnh đến để thuyết pháp và chúc mừng. Các pháp sư thường có một bài pháp ngắn tán thán những điều tốt lành, chúc những điều tốt đẹp. Lúc ấy, có một người giàu có tổ chức đám cưới cho con trai. Ông ta thỉnh thiền sư Chí Công đến thuyết pháp và chúc mừng. Khi thiền sư Chí Công đến nhà, ngài nhìn chung quanh rồi nói: lạ thay, lạ thay, cháu cưới bà nội, con gái ăn thịt mẹ, con đánh cha, heo dê ngồi trên ghế, lục thân nồi da xáo thịt, người đến chúc mừng nhau, đúng thật là cảnh khổ. Tại sao lại có chuyện cháu cưới bà nội? Là vì khi đứa cháu trai mới lên hai thì bà nội qua đời. Khi đang hấp hối, bà ta nắm chặt tay đứa cháu trai và nói: đã đến lúc bà phải đi đầu thai, nhưng bà không thể nào quên được cháu, không biết có ai sẽ chăm sóc cháu sau này. Bà chết khi tay vẫn nắm chặt tay đứa cháu trai. Sau khi chết, bà ta được đưa đến gặp vua Diêm La. Vua nói: ồ, bà thương cháu mình nhiều vậy sao? Được rồi, bà hãy trở về lại cõi nhân gian rồi đầu thai làm vợ nó. Thế nên bà ta được đầu thai làm người. Khi đứa cháu trai đến tuổi thành hôn, nó liền chọn bà cưới làm vợ. Tại sao thiền sư Chí Công biết được điều này? Vì ngài chứng được tha tâm thông và túc mạng thông, ngài đã khai mở được Phật nhãn. Khi nhìn ra trước nhà, ngài nói: con gái ăn thịt mẹ, vì ngài thấy đứa bé gái đang ăn một đùi thịt heo. Mẹ nó đã chết và đầu thai làm heo trong nhà này. Con heo nay bị làm thịt để đãi khách đến dự đám cưới, và đứa con gái thật là đang ăn thịt mẹ mình vậy. Khi ngài thấy các nhạc công đang ngồi bên cửa ra vào, ngài nói: cái trống mà đứa con trai đang đánh là được bọc bằng da của cha nó. Người đánh trống đang sử dụng cái trống bọc bằng da dê. Cha của anh ta đã chết và đầu thai làm dê. Con dê đã bị làm thịt, thuộc da, và người đánh trống chẳng khác nào con đang đánh cha mình cả. Rồi thiền sư Chí Công lưu ý mọi người rằng: heo dê ngồi trên bàn, ngài thấy heo dê đang ngồi
như những người khách trên những bộ ván ngựa giữa nhà. Đời này họ là người, nhưng trong những đời trước họ đã từng là heo dê. Trong những đời trước họ là heo dê đã bị người ăn thịt. Thế nên bây giờ khi họ được mang thân người, họ lại ăn thịt những người bị đọa làm heo dê để đòi nợ. Khi Thiền Sư Chí Công nhìn thấy nồi thịt đang sôi, Ngài kêu lên: Lục thân nồi cha sáu thịt. Lục thân gồm họ hàng bên cha và bên mẹ, họ hàng của anh rể, chị dâu và họ hàng bên nội, bên ngoại của vợ, chồng mình. Họ đều là những người bà con rất gần gũi, nhưng bây giờ đều đã đầu thai làm heo dê, lại bị giết thịt, đang bị nấu trong nồi. Thiền sư Chí Công kết luận: Người đến chúc mừng nhau, ai cũng đến nói lời chúc tụng. Nhưng thiền sư lưu ý: Tôi thấy đây toàn là cảnh khổ, những gì tôi thấy được chỉ toàn là chuyện khổ. Kinh văn: Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh, tùy theo nghiệp tương ứng. Thai sanh do ái tình mà có, thấp sanh là do cơ cảm mà hợp lại, hóa sanh do phân ly mà ứng hiện. Giảng giải: Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh, đó là bốn cách sanh. Thai sanh là ở nơi những loài có vú, noãn sanh là nơi những loài lông vũ như chim chẳng hạn, thấp sanh là ở những loài sinh nơi ẩm thấp, và hóa sanh là những loài sanh bằng sự biến hóa, dường như có mặt rồi biến mất. Tùy theo nghiệp tương ứng, trong mỗi loại mà chúng sinh được sanh ra đều có một tác nhân kích thích và sự đáp ứng. Chẳng hạn, noãn sanh là do niệm tưởng mà có, phải có bốn điều kiện ắt có thì noãn sanh mới có được. 1. Nhân duyên của cha. 2. Nhân duyên của mẹ. 3. Nhân duyên của nghiệp lực cá nhân. Và 4. Điều kiện của hơi ấm. Noãn sanh xuất phát từ niệm tưởng. Chẳng hạn, gà mái ấp trứng suốt ngày, nó phải chịu đựng sức nóng, không thể nào chịu nổi, nhưng nó không thể nào bỏ đi được. Một hôm, nó tự thấy thời gian ấp trứng đã đủ, bèn rời khỏi ổ để bài tiết và ăn chút ít. Rồi nó trở lại ổ để ấp trứng và nghĩ: Hãy chui ra, các chú gà con, nở ra, các chú gà con. Đó là lý do tại sao nói noãn sanh phát xuất từ niệm tưởng. Thai sanh do ái tình mà có, thấp sanh là do cơ cảm mà hợp lại. Thấp sanh do hai nhân duyên: 1. Ánh sáng mặt trời. 2. Môi trường ẩm thấp. Hóa sanh do phân ly mà ứng hiện. Các loại chúng sinh này sinh ra từ nghiệp riêng và hay thay đổi biến hóa. Nó xuất hiện rồi biến mất, biến mất rồi xuất hiện. Biến hóa là thuộc tính của tham muốn mạnh mẽ cái mới lạ mà không thích cái già nua cũ kỹ. Vậy nên nó xuất hiện thông qua sự phân ly. Kinh văn: Khi tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly thay đổi lẫn nhau, các loài thọ nghiệp báo cũng theo nhau lên xuống. Do nhân duyên đó mà chúng sinh tương tục. Giảng giải: Khi tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly thay đổi lẫn nhau, có một sự kết hợp phân ly lẫn nhau liên tục, lần này qua lần khác, và do nghiệp báo mà mỗi loài theo nhau sinh khởi rồi chìm đắm liên tục không dứt. Do phải chịu nghiệp báo, chúng sinh làm thân loài chim trên trời rồi biến thành cá dưới nước. Do nhân duyên đó mà chúng sinh tương tục. Chúng sinh là những loài phải chịu trải qua 12 loại sanh: 1. Thai sanh. 2. Noãn sanh. 3. Thấp sanh. 4. Hóa sanh. 5. Hữu sắc. 6. Vô sắc. 7. Hữu tưởng. 8. Vô tưởng. 9. Phi hữu sắc. 10.
phi vô sắc, 11. Phi hữu tưởng, 12. Phi vô tưởng. Đây là tiến trình liên tục không dừng nghỉ của chúng sinh. Đầu tiên chúng ta thảo luận về sự tương tục của thế giới. Kế tiếp chúng ta bàn về sự tương tục của chúng sinh. Kinh văn: Phú Lâu Na, tư tưởng thương yêu ràng buộc lẫn nhau, yêu mãi không rời. Thế nên cha mẹ con cháu trong thế gian sanh nhau không dứt. Loại này thì lấy tham dục làm gốc. Giảng giải: Phú Lâu Na, tất cả chúng sinh trong thế gian đều có tư tưởng thương yêu ràng buộc lẫn nhau. Vọng tưởng và tham ái cùng liên kết nhau, nên yêu mãi không rời. Họ dính chặt vào tình cảm luyến ái và không thể nào rời bỏ được. Nghiệp báo như thế khiến cho họ trở nên dính chặt với nhau như keo sơn. Thế nên, cha mẹ, con cháu trong thế gian sanh nhau không dứt. Loại này thì lấy tham dục làm gốc. Những loại chúng sinh này tự lấy tham dục làm cội rễ cho chính mình. Ha ha ha, 问什么的说